kính chúc ân cần thành đồng họ Vũ con, kính chúc ân cần con thỉnh Đức Hoàng bảy lại đồng sáng cả. Thank you.
thân ngôn khẩn đạo đang nhắm phục thờ sân kinh niệm sư Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng Vũ ngự đồng phép hoàng lục trí thần thông là
cầm kỳ thiên tử thu vui vậy. Tình lúc say hoàng đố ai biết được, hương sông khói tỏa ngút trời ý. Mà sớm tình chiều lại xanh, xây cùng trần phàm ai dễ mấy được sánh. Tăng bồng hồ thì ông bảy cho họ vũ đến ngày được vinh hoa. Tiến trên bảo hà ô tiền cảnh thần tiến trên bảo hà. Cỏ cùng cây đua nhau mà che đá ngần tân ngần hoa đào năm mới
đêm mười phân, đêm mười phân sao vẫn là kém xa. Xa ngu liêu phan, xa còn kém xa. Họ vũ ghế ông đây mười phân, ô xa còn kém xa. Họ vũ ghế ông đây những mười phân. Hoàng ơi rũ sạch nghỉ ngàn ba, chọn đời cho họ Vũ con được làm đệ tử cũng là nên duyên, nên duyên duyên đỡ hoàng. Sáng sáng liêu hoàng duyên là nên duyên đỡ là nên duyên nợ hoàng. Rằng đời người chỉ ngàn nghĩ gắng mà tự tận gắng, gắng gắng tu nhân nhân thời mà tích đức đức đi thì ắt ắt vẻ vang trong trong xa ở bình. Sáng sáng liêu phong vang mê được mẹ vang trong gia đình, ô vàng được mẹ vang trong gia đình. Sổ trần gian là oa chép biên, thanh đồng họ Vũ là người phúc hậu thảo nguyên. Tu nhân nhân thời tích đức ông bảy chép biên rõ vào sáng hôn ông mau sở nguyện hoàng cho được như ý sở cầu được tòng tâm. Chữ tội chữ phúc mà này các ghế này trần xa nơi đừng có mà khoe khoang là rằng ta đây trọn vẹn hết muôn phần chữ tâm mà để rơi ông bảy cầm ở sao thăng.
bằng. Đừng anh linh linh ông bảy soi đời vời vợi, ai mất chữ tâm thời tội phải lo, răng lưới rời ở bốn năm phương, hại nhân thời nhân hại khổ được mà khó thoát được thân. Xuyên bát vạn hùng binh, tiểu vàng tám tia sức quan hoàng bảy về bảo hà tu đôi việc quan thánh gia hồi cung trấn cảnh Nghệ An. Ông mười trấn cảnh Nghệ An về thiên bảng làm quan phủ dày, đi làm quan này thánh gia hồi cung thanh nhàn này cô cả loan giá lên trời. Thánh gia hồi cung sân hoa chú tiểu đồng vào tiến quả sân hoa mời cô đôi xuống ngự dăm ba chén quỳnh. Phấn soi giấy cô vẫn đầu, cô đôi sóng trời quán sở gần lầu xe giá lên trầu thượng đế vua ra đệ tử cô có trẻ có già nghĩ. Già thì chưa mà già lắm,
nhưng trẻ thì trẻ măng măng măng. Đứng đứng trên ngàn xanh ngăn ngắt, trông thấy cô về con ngỡ là Phật bà Quan Âm, tay tu đôi đàn miệng hát ca gầm mình. Trầm nhạt quá vượt du con trên non dầu dĩ dưới suối ngàn, chim lại véo vo vui về thú cảnh lầm sơ. Sơn cô mường cô mặn ca ngâm ngâm trời bời, cô hát tiếng đầy tiếng với lá cha, thú hữu tình càng ngữ lại càng vui bà già đền mát thành
trần gian con này cô, trần gian con còn vất vất và lắm thay. Việc âm chưa tỏ này, việc dương chẳng thương, thỉnh mời cô loan giá bản đền khuông phù cho họ Vũ, cô cho mười phần tốt tươi. Tròn bành bành mà in phấn hồng, làn da cô trắng tựa tuyết đông, tóc già già biếc lưng ngóng dịu dàng. Chạy lòng vàng đá người ta sau bảy quân tử xót xa yên hùng. Thank you.
dùng tay điên của hai hoa hồng. Nào là hoa cúc, hoa lan, hoa soi, hoa bàn, hoa nào cũng thơm. Nào là hoa cúc, hoa lan, hoa soi, hoa ngầu, hoa nào cũng về nhiều hơn năm mấy năm xưa. Thanh đồng họ Vũ khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Dốc dốc cao bằng sông, băng băng qua đèo, băng băng qua đèo, đường còn xa. Mỗi một năm lại đẹp nó má là dạy chim oanh oanh hót cùng bàn vặt nhân vẻ nào mà chẳng thêm xuân nỉ à. Xuân éo le nhiều nỗi thành nghe tân chơi bời tốt tươi miệng nở thì hoa cười. Dáng người thuyền quyên nàng ân nàng là ái kể bên cô lan cô huệ chúa tiên thượng ngàn ý à. Có phen dạy người đúng ý à.
dậy người đúng. Nói ra trăm tiếng mà giống chung ngôn từ. Cô đi theo hồ diệu tín thiên sư minh à. Nói ra trăm tiếng giống chung ngôn từ. Cô đi theo hầu diệu tín thiền sư. Anh linh nói tiếng đông cuồng từ sơn âm minh à. Xuống dòng ba tòa khỏi cung thanh gia hồi cung. Đệ tử con nên dâng bài văn tấu cung thỉnh bởi cô sóng sơn xa. Ngôi đền thờ cô lập nằm ở trên ngàn. Sư ta chỉ bệnh cô đi cứu sinh cho đời. Tiên cô sáu vâng lời Chúa thượng hái thuốc tiên đội lượng nơi nơi hải xanh đúng đúng đỉnh đỉnh cô đi lên đồi. Mượn tóc mây già ngà về ngọc hơi.
hay hay. Trầu cắn chỉ đỡ đầy hơn trăng. Nghe nụ cười hàm răng sưng sức má phấn hồng. Sực nghe nước hương bay có tà áo lam ngắn và dài đầy. Chiếc cũ âu mái tóc mây có bông hoa cài có bông hoa cài. Bước khoan thai lên đi hầu bông thượng sớ trang dân. Cô gửi tới tam tòa bông khen cô sáu đẹp nhất nhà. Cầu cho các đệ tử gần xa chúng con được an lành. Có tính đành hành ok tính đành hành. Ở trên đời có một kẻ nào gian tà nhất định là cô không tha. Rước mẫu về ngự đất tràn châu mẫu dài cô sáu theo hầu nghỉ. Lời thằng tiên
tiến sang thế cụ đi tới đâu thời cầm thu xeo. Đừng bao giờ than là số kiếp lòng đong. Đến khi mưa dầm mà dãi nắng thì đừng có hồng mà kêu cô. Giảm linh phục vàng thân Phật Phật Thánh Chúa Thiên Trung Hương.
dạo gót vào xa sớm chiều. Vì vậy làm xíu vai đèo dẫn đi hải sảo đi miệng xinh tươi. Con sao quay túi rét bên người đến rừng hái quả còn nói cười yêu lâu. Hái đào lề đàm tuyết nhà dừa cùng cây nước đắm khi chua vải thiều. Cô băng ngàn vượt suối treo leo. Xanh sửa lên làm tôi cô sáu ngàn. Thanh đồng họ Vũ được làm tôi cô thì chẳng phải lo gì. Hôm nay mất một ngày mai cô cho mười. Thanh đồng họ Vũ làm tôi cô còn sung sướng buồn đời. Họ Vũ có tâm xin cô độ mà có tình cô thương. Dừng để tôi linh có bốn bề sương thủy nhiễu quanh nghĩ à. Cú vô dòng đại
khác sầm anh nghĩ à. Rừng ngà xanh đại ngàn cua sáu quả cai bắc để xuôi nàng nghĩ à. Trong sông quyền cai chính dương hầu trong bờ tòa thanh gia hồi cung làm chúa rừng xanh cô bé ngàn làm chúa rừng xanh 36 đồng quyền hành núi non một vẻ xinh thay xinh thay cô bé thượng ngàn nghĩ qua bốn mùa trên bát hát trăm hoa đua nở thú cảnh bầy cầm mà thú muôn trời ý à ơi à ý à lừng
núi xếp núi mấy tầng cao thấp cây trên cây tràn ngập màu xanh càng nhìn đôi núi càng xinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ bản làng xa xưa, chân cụ bước qua bao suối đồi. Từ bản làng xa xưa, chân cụ bước qua bao suối đèo. Suối vẫn chảy, núi vẫn ven, ai mà xinh thế, ai mà đẹp thế? Rõ ràng là cô bé ở trên sơn trang, cô mới về tìm nọc người, sao nọc người. Ra đền Tam Giang mà xem cô bé từng ngự đồng nghỉ. Nghe cùng văn còn hát, cùng văn còn hát, điệu hát then cho lòng vui đầy. Người con gái áo xanh xanh của núi rừng, nên nhớ nên tìm đọc người sao đọc người. Tưởng trai đầu đội mũ sừng, cô đeo cái vòng lại cô. Cô đeo cái vòng đầu cô vân tóc mai. Cô bé điểm trang lược dắt về đài. Sáng thanh, sáng lịch, sáng người sơn trang. Thì nào ngờ, sao nào ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng xin một quả đời lý à. Gió lùa hiu hắt ẩm mây trôi em đêm mi đêm đêm tàu là che sương không quản xa đường cô không ngại nước mây thì lòng người sao lòng người chẳng núi rừng vang tiếng tiếng chim ca ơi à. Cô là đó hoa hồng thắm điệu hát then cho lòng vui đầy nên nhớ nên thương vì nọ người sao nọ người ra về nón chim hải sáo lắng mê nàng nào nghỉ sáng sông lô tôi vào tuần hàng bạn tiên ngồi đàn hát lưu lùng rượu tâm hiến đủ ba bò kiểu rượu tâm hiến đủ ba bò kỳ nọ người sao nọ người rượu tắm hiến đủ ba bò cơm lam thịt thỉnh khế chua mang mang bao ý thôi đồng đồng mộc thôi đồng đồng mộc đua nhau bẻ bẻ vượt muốn dùng pháp cay gầy gò thì nọ người sao nọ người
sân văn cậu bé bản đền lương thời khát nhập nê cậu xứng mình so đầu 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 mấy 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 mấy
cậu sẽ làm sáng ngự về đâu. Đằng sau cậu lại cậu, đằng sau cậu ấy có cung văn còn ở Việt Trì đấy lại cậu. Dâng cậu câu thơ câu phú bên hữu của nhị vị tiên đồng. Hai cô nào cô nấy đẹp tú tú như các ả hằng hằng la. Tay cô đôi nàng tiên dâng chén bình là bình nâng gió, dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng nâng chén. Nhất tuần sơ đã rót chén hoàng hoa dâng người vui mừng mùa xuân năm mới. Dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng say sưa. Chén lưu ly, chén lưu ly chân cũng quỳ đánh cô rót. Dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng nâng chén. Nhị tuần na đã rót chén hoàng hoa dâng người vui mừng mùa xuân non nức. Dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng cứ say. Chén tam bồi sắp chén thứ ba rót không đầy là cậu không uống. Dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng nâng chén. Tam tuần trung đã rót chén hoàng hoa dâng người vui mừng mùa xuân năm mới. Dâng chén lên ngai vàng xin mời tổ hoàng. Cậu say chưa? Chứ đêm đêm qua, đêm qua các cô lên núi, các cô hái chè hái đào. Trông thấy, nhưng trông thấy cậu bé tôi đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Các cô bỏ cả rổ đào. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Các cô chạy, chạy theo. Chạy theo kia. Gian nì đào là ô gian đào. Tình cứ đêm xuân, tình rằng cứ đêm xuân trăng thanh thì gió mát. Ông trăng thanh gió mát, cầu hoàng họ vừa ra chơi vườn đào. Sao mà vui đến thế? Cô thời cô díu ra, díu ra. Hay chứ cô Tuấn à, thì díu xít, díu xít. Cô thời quấn quýt, cô lại mà quấn quýt. Đấy bản hội chúng con bỏ cả công việc, bỏ cả công tác để hôm nay ra đền Tam Giang để xem cậu ngự đồng. Trở lại cậu sẽ độ cho không kém ai ở trên đời. Cậu lại độ cho đắc lộc sai tài này, cậu cho buôn may bán đắt nè. Lộc gần cậu tôi đem đến chứ còn lộc xa cậu đem về. Khéo thì cậu mở kho, cậu tôi cho
nhân đi. Chứng đèn chứng phù cậu mới chứng cho thanh đồng họ vũ ngày hôm nay. Bắc ghế cho cậu ngồi, bắc ngôi cậu ngự, cậu ban cho được yên căn lành số, cậu ban diện ban danh, cậu độ cho chung như nước thuận về một dòng đi. Cậu bảo là chứ bao giờ ấy, trên tam đảo mà hết lá cây, dòng sông Lô đây mà cạn nước thì họ Vũ ghế cậu đây chưa hết lộc lộc. Chẳng mấy khi họ Vũ ghế cậu bắt ghế Hầu Đông, mấy của mấy thì họ Vũ ghế cậu bắt ghế Hầu Đông. Cậu ơi, cậu cứ phát ra đi, cậu cứ phát ra đi. Họ Vũ mày hết đồng thì cậu sẽ đổi mà ra hào. Lại cậu hết đồng thì cậu sẽ đổi ra hào. Cậu đổi sang hào. Cậu bảo là họ Vũ ơi, tiền chứa cất ở trong bao làm gì. Ấy là phải làm ngay, ấy phải làm ngay, ngay tức khắc. Nhưng nếu mà có thiếu công văn ở Việt gì mà dân văn cậu ấy là rất ni gây bây giờ. Văn thoáng nhìn tay cậu đang cầm một nắm tiền nhỏ tiền to. Vừa có tiền nhỏ lại vừa có cả tiền to. Cậu ơi, cậu đừng có dấp dứ, cậu cứ tất tay cho văn đàn. Này họ Vũ ơi, chớ có đừng có lo. Cậu bảo thế đấy. Tiền văn hôm nay thường cho công văn có mà tốn một ấy. Đấy, thì cậu sẽ độ cho nhé. Chuẩn bị về đền bà Chúa có mà lính nghĩ và
cậu chớ có vội mà lo. Đầu xuân tu lễ mà hầu cậu có mà tốn một thì ngay ngày mai cậu sẽ độ cho gấp 10. Thành Thăng Long à, hôm nay đền Tam Giang mở hội để đón khách Lâm Tuyền lạy cậu. Đền Tam Giang mở hội để đón khách Lâm Tuyền, họ Vũ ghế cậu đây đúng là người mình quên bóng quý, nên ngự đồng bóng cậu lại càng xa. Cậu mới bảo rằng này văn cử ấy, cậu chỉ thử tí thôi. Đấy, cậu thử tí thôi, lo gì. Vừa rồi là cậu chỉ thử có tí thôi. Cậu thử thôi. Chứ phát này là cậu vỗ gối thì cậu mới tất tay văn nì nào. Cậu tất đi tay cho văn nì nào. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.